Xin chào các bạn. Trên màn hình là một cầu thủ tóc dài và một cầu thủ đội mũ. Vâng, một cuộc chiến về tóc đây rồi. Các bạn rất đông gần bằng mũi đỉnh. Một cầu thủ nhỏ tuổi cũng đuổi ra khỏi sân vì chơi bóng không tay, hay rất bạo lực. Phạm lỗi rồi. Vâng, phút thứ 16 và thế đòn trực tiếp cho cầu thủ số 45. Vâng, 4 và 5 hai con số rất không liên quan. Nhưng lại giúp tôi gợi nhớ đến Balotelli. Anh này giống Balotelli ở một điểm là quá đen. Vâng, vui lắm ở vỗ tay. Vâng, lại phạm lỗi rồi. Cầu thủ tóc vàng này dường như muốn ra khỏi sân giống đồng đội của mình. Anh muốn đi tắm sớm đây. Hiệp hai bắt đầu. Cầu thủ Arsenal đang có bóng và tấn công. Casola sút không được, lại sút. Vâng, họ sút đến khi nào vào thì thôi. Và cuối cùng thì bóng cũng đã lọt vào trong lưới. Suýt thì chạy cầu rạch. Và Chamberlain, anh vỗ tay như kể mình là người ghi bàn. Nhưng không, người ghi bàn lại là một cầu thủ tóc dài. Tấm bóng đánh đâu không được. Anh không thể ghi bàn vì đơn giản là tóc anh quá ngắn. Vâng, trận đấu kết thúc. Newcastle thua đơn giản vì huấn luyện viên của họ nói.